Thôi xin lỗi bạn, xin lỗi bạn. Vô gì? Bạn đụng tao rồi bạn xin lỗi, lỗi rồi cho bạn xin. Nè, mà bạn không biết tôi là ai hả? Tôi nói cho nghe nha, tôi là Dế Thiện Chiến á. Đụng cho tôi hả? Đá tôi chết. Ủa? Bạn ơi. Hả? Bạn là ai vậy? Mình là ngựa. Bạn ngựa, bạn ngựa. Bộ bạn không có mắt hả bạn ngựa? Có. Có sao không đánh tôi? Có mà không có cây trồng sao tránh? Là sao? Không thấy đường mù đó. Bạn ngựa bị mù. Ngựa. Ủa bạn ngựa, bạn ngựa. Hả? Sao tôi chọc bạn mà bạn quê tí nào vậy? Có gì đâu mà quê. Thì mình mù, thì người ta nói mình mù, bạn nói mình mù chứ có gì đâu mình quê. Không, nhưng mà cái này là tôi chọc quê bạn là bạn phải quê chứ. Không quê. Vậy tôi quê. Tao mệt á, chơi bạn có vui hết, thì tôi đi nhận quà đi. Ủa ngựa. Hả? Sao bạn đi vòng vòng hoài vậy? Mình mệt quá. Mình ở đây mình nghỉ mệt. Nè hả? Bạn ơi. Gì? Mình khát nước quá. Bạn có nước cho mình uống đi. Trời ơi. Hên cho bạn đó nha. Là tôi có đem nước theo á. Nè, nước tôi nè. Nè, ở đây là cái vòi nè. Nè, bình nước nè. Ở đây là cái vòi nè, thấy không? Đó, rồi kê cái vòi. Chà. Ơi, cái này ngón tay tôi mà. Xin lỗi bạn, mình không thấy đường. Đạo đức. Rồi uống lẹ đi, trả cái bình cho tôi. Bạn ơi. Vậy bạn có gì ăn không? Cho mình ăn đi. Mình đói quá. Trời ơi, sao bạn xin tôi hoài vậy? Xin tôi ăn hoài vậy? Mình mới xin một lần mà. Hồi nãy nước. Bạn kiểu sợ quá nè. Trời ơi, phải mở ra tôi làm cho. Bạn ơi. Ơi. Ở đây là ở đâu vậy? Ở đây là giữa rừng. Đường hả? Ừ. Như vậy chắc vắng vẻ lắm phải không? Không hề đâu. Ngày hôm nay rất là đông. Tại vì ngày hôm nay á, là thần muôn thú á, tập hợp tất cả những con thú nào á có công đối với con người lại. Thần muôn thú cho quà mà. Tôi nè, tôi cũng đi nhận quà nè. Bạn đi nhận quà. Ừ. Như vậy chắc bạn cũng có công nhiều lắm phải không? Trời ơi, tôi có công nhiều lắm nha. Tôi giúp cho chủ tôi á, đá dế á, đá trăm trận trăm thắng. Tôi là dế chiến mà. Tôi đá hả? Gãy tay, gãy cổ mấy con kia nó khóc quá trời luôn. Nên tôi đi nhận quà. Ủa, bạn bạn. Ừ. Vậy chứ nãy giờ bạn không biết tin là hôm nay thần muôn thú cho mọi người nhận quà hả? Mình ở chiến trường mình về đây mà, làm sao mình biết tin được? Chiến trường? Vâng. Là sao, kể tôi nghe coi. Ồ, bạn không biết chiến trường hả? Không. Mình là ngựa chiến á. Ừ, mình đã từng cùng với cậu chủ mình á, xông pha chiến trận hả? Diệt giặc quá trời luôn. Ôi, hay quá, hay quá. Ồ, bạn biết không? Mình với cậu chủ mình ha, xông pha ra chiến trận ha, cậu chủ nè, dung gương nè, giết sạch quân thù luôn. Còn mình nè, mình hả, đá hả, mình trá hả, gục ngã biết bao nhiêu quân địch luôn. Một mình bạn á hả? Ừ. Đá gục ngã bao nhiêu quân địch luôn. Ừ. Chết cha, nãy mình là đá nó. Ô, bạn, mà bạn mù sao bạn đá được quân địch? Hồi trước á, mình đâu có mù đâu. Mình hả, con mắt mình sáng lắm. Nhưng mà bạn biết không, một hôm đó, trong lúc giao tranh đó, một quả đạn pháo đó, từ đâu đó, rớt xuống trước mặt mình nè, rồi rớt xuống đất. Một tiếng nổ vang dền, đất trời rung chuyển luôn. Thế là cậu chủ mình đã hy sinh, còn mình đã tìm mất đi đôi mắt. Từ đó mình ráng lần mò về đây để mình tìm nhà của mình á. Câu chuyện của bạn xúc động quá. Bạn khóc hả? Ừ. Thôi đừng có khóc. Ê, ngươi, nhưng mà như vậy á, có nghĩa là bạn cũng đã có công với con người rồi đó. Bây giờ bạn đi gặp thần muôn thú xin quà đi. Xin quà hả? Ừ. Được không? Được. Trời ơi, bạn tới nơi nha, bạn thích quà gì bạn xin quà đó. Thích quà gì xin quà đó hả? Ừ. Ê, bạn Dế, bây giờ mình
mình không thấy đường nè. Mình muốn xin ông thần gì đó cho mình một con mắt để mình thấy đường được không? Được chứ sao không được. Ý, mà bạn ngựa bạn dở lắm. Theo mình á là bạn phải xin 7-8 con mắt luôn. Bạn gái đầy mặt gì nè, bạn nhìn nhiều đường bạn đi cho nó rõ. Ôi bạn ơi, mình là ngựa chứ bộ mình là quái vật sao mà nhiều con mắt. Thôi thôi, xin một con mắt biết ông thần không cho chưa nữa à. Ha. Ôi, nhưng mà ít ra bạn phải xin hai con chứ nó không ta kêu bạn ngựa chột làm sao. Ê nó nhà làm gì? Bây giờ bên này nè. Mình xin mà mình sẽ đi đâu phải gặp ông thần? Đây nè, tôi chỉ cho nha. Bây giờ bạn đi theo đường này đúng không? Bạn đi thẳng ra bạn thấy một gốc cây cổ thụ bự gì nè. Bạn đi vòng gốc cây cổ thụ, bạn sẽ thấy cái đường làng dài nè. Hai bên cỏ quá trời luôn. Bạn đi hết đường làng, bạn sẽ thấy một cầu thang cao gì nè. Bạn leo hết cầu thang là bạn tới trời, bạn gặp thần muốn thuốc. Thôi tôi đi nha, bây giờ chiều rồi đó, trễ giờ. Ngựa ơi, ngựa, đi lên trời đi đường này nè. Mình có thấy đường đâu, mình biết đường nào đường đi. Bạn chỉ mình khó đi quá gì, lên cầu thang rồi quẹo trái quẹo phải quá sao mình thấy đường mình đi. Trời ơi, vậy bây giờ sao? Ê, ngựa, đây nghe. Bây giờ vậy đi, bây giờ cũng trễ rồi. Bây giờ tôi leo lên lưng bạn, bạn cõng tôi sẽ chỉ đường cho bạn, mình tới cho lẹ, chịu không? Có lý, tức là bạn sẽ thay thế đôi mắt của mình. Đúng vậy. Còn mình là đôi chân của bạn. Ừ, đúng rồi, leo lên. Hey, đi này, đi. Thế là dế nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa và cả hai cùng chạy đến cổng trời. Nhưng chạy mãi thì trời cũng chiều rồi và bắt đầu trễ giờ. Thế là chú dế gọi to lên. Thần ơi, chờ dế. Tới, anh ngựa. Đi đâu? Dạ, thần ơi, cho tụi con vô nhận quà dế. Thôi, hết giờ rồi. Không nghe tao thông báo hả? Ai tới sớm nhận quà sớm, ai tới sau nhận quà sau, ai tới trễ không có quà. Thần ơi, thần thông cảm cho tụi con vô nhận quà dế. Thôi, không có thông cảm gì hết, đi về đi. Đã nói là nguyên tắc là như vậy mà, đi về. Đi về, không có tiếp nữa, hết giờ rồi. Thần ơi. Cái gì? Thần đẹp quá. Dạ, đẹp quá. Con này trung thật thiệt á. Thì thôi vô đi. Vô anh nữa. Dạ. Con ơi, vô là vô vậy thôi nha, chứ không có quà đâu nha, hết quà rồi. Ai nói? Hả? Dạ. Ai nói là hết quà? Dạ, bẩm thôi. Quà còn cả đống, ta ngồi ta ế gần chết đây nè. Thôi. Đâu mà ra hết quà. Nhưng mà con lỡ đọc nguyên tắc nó là như vậy rồi. Bây giờ mà nói lại thì nhục lắm thần ơi. Nguyên tắc nào? Nguyên tắc do thần đặt ra thì thần cũng có quyền sửa nguyên tắc một chút. Trời đất ơi, quà để cho cái đống đó ế để năm sau sao được, thấy không? Các cháu nó đường xá xa xôi, nó tới đây nó mệt thì nó đi trễ chút xíu có sao đâu. Nhà ngươi làm gì đụng đặt nguyên tắc. Ôi, mệt mỏi quá rồi, chồng nó đi. Dạng cưng dạng cốt. Dạ. Ai đây? À, ta biết rồi. Thì ra đây là hai cháu dế và ngựa đây phải không? Dạ. Sao mà lên trễ dữ vậy hai con? Làm dạ. Tao chờ tao ế gần chết à. Dạ. Dạ thưa thần muôn thú, vô cùng nhân hậu. Cái gì? Ta mới dễ thương một chút xíu mà chọc cái ta nổi giận rồi. Ta là thần của muôn thú thì tại sao lại gọi ta là thần có lòng nhân hậu? Dạ. Ta có phải là người đâu mà nhân hậu, phải gọi ta là vị thần có tấm lòng thú hậu. Ta là thần muôn thú thì phải gọi ta là vị thần có tấm lòng muôn thú hậu. Dạ, thưa thần muôn thú có tấm lòng muôn thú hậu. Đúng rồi, ta rất là yêu thương muôn thú mà. Dạ, đây là anh ngựa của bạn của con. Anh ngựa bị mù rồi. Ta biết. Cháu ngựa bạc đây là một con ngựa chiến phải không? Dạ. Chủ của cháu là một chiến binh rất dũng cảm phải không? Dạ. Và cháu cũng là một con ngựa dũng cảm không kém chủ của mình, cho nên hai mắt cháu mới bị thương như vậy. Ôi đáng yêu quá. Như vậy là cháu đã có công ghê lắm đó chứ. Thôi được rồi, theo nguyên tắc, các cháu nào có công lên đây, ta sẽ tặng cho mỗi cháu một món quà theo ý của ta. Nhưng vì công của cháu là công lớn, cho nên ta quyết định cháu thích món gì cháu cứ nói, ta sẽ tặng cho cháu món đó. Dạ, thưa ông thần, con ước mơ nhìn được ánh sáng mặt trời. Ông thần có thể cho con một con mắt được không? Hai con nữa, hai con mắt. Con ơi,
Dạ. Ngựa mà sao có con mắt vậy con? Trời ơi, ngựa có con mắt sao thấy đường đi cho nó đủ? Thôi, hãy cứ để cho cháu đúng hai con mắt nghe chưa? Sai mặt, sai mặt, sai mặt. Mày thấy làm sao? Ta sẽ tặng cho con ngựa dễ thương này một đôi mắt tuyệt trần. Tôi nói xanh với hai hòn bi ve. Lông mi cong vuốt như thế này, mặt hai mí là bà nghe. Chịu không? Dạ được, dạ được. Chắc chịu vậy không? Dạ không chịu, con mừng lắm. Còn... Dạ. Vậy thì ta sẽ ban tặng cho cháu đôi mắt như cháu mong muốn. Nào! Sao con? Xong. Ủa thế chứ? Mới ta làm phép xong chưa? Sai mặt. Dạ dạ dạ, có thần có thần. Thử coi. Dạ dạ. Thế mặt. Ông dạ, ơi, thấy đường không? Dạ dạ, để con kiểm tra chất lượng. Này, đôi ba. Hãy nhắm con mắt bên trái, mở con mắt bên phải, mấy ngón. Dạ, ba ngón. Bây giờ, nhắm con mắt bên phải, mở con mắt bên trái, mấy ngón. Dạ, bốn ngón. Bây giờ, mở cả hai mắt, mấy ngón. Dạ, hai bàn tay. À, hay quá, hay quá, hay quá. Bây giờ, con hãy nhìn tiếp tục, con thấy ta ra sao? Đẹp quá. Đó, quá sáng, quá sáng, sáng rực hơn là chiếc sáng. Hay quá. Sáng cái gì? Hỏi con ngựa, tôi không có nghe con ngựa trả lời. Tôi nghe toàn dế trả lời không hà. Bực bội quá. Dạ buông tâu thần. Nhưng nhìn vào mắt anh ấy, con thấy anh ấy nói thật lòng. Anh ấy nói rằng con này. Trời ơi, không. Ông là thần. Trời ơi, mà ông kêu người ta là con ngựa là bằng anh ấy hả? Quá đáng, đi cho cắt. Chú yêu, chú quý. Dạ. Thấy đường chưa? Dạ, dạ thấy rồi. Màu gì đây? Dạ màu cam. Màu gì đây? Màu trắng. Thấy ta làm sao? Ông là ông thần phải không? Ừ, thần buôn thú nọ. Ông đẹp quá. Đẹp. Dạ. Cũng ta làm sao? Chăng này, chăng này, chăng. Đó, vừa lắm, vừa lắm, vừa đáng đời. Hỏi lại. Đẹp không con? Đẹp quá trời đẹp luôn á. Đẹp thì phải không con? Đẹp tuyệt vời luôn á. Cái con ngựa này nó có trình độ xem tranh nghệ thuật. Giỏi lắm, giỏi lắm. Như vậy là ta tuyên bố cháu đã thấy được. Cháu thấy đường rồi. Dạ. Ông là... Ông là... Thần sai vặt của ta đó. Ờ, ông thần sai vặt. À, vậy là... Bạn dế, dế nè. Bạn dế phải không? Ôi, bạn dế ơi. Bạn đẹp quá. Ôi, mình cảm ơn bạn đó. Con ơi, hả? Có dạ. Vui quá nhún nhảy gì từ từ vừa thôi con. Mày làm tóc mây của ông hết con ơi. Trời ơi, ông nhờ có mấy cái án mây này mà con ngủ không có sợ mũi cắn đó con. Trời ơi, rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bây giờ tới phần của cháu nhé. Cháu thích món gì ta tặng cho cháu. Dạ, thần muôn thú ơi. Thiệt ra lúc đầu lên đây á nha, con định hả là xin nhiều quà lắm á. Sao mà tham dữ vậy? Mỗi cháu lên đây chỉ được một món quà thôi. Sao mà lên đây nhận nhiều quà, con muốn cũng không ai cho. Dạ tại vì con là dế chiến mà. Con nghĩ là con chiến nhất rồi đó nha. Ghê. Nhưng mà từ lúc nói chuyện với anh ngựa chiến đây á, thì con thấy là ảnh chiến hơn con. Chiến hơn con cái chỗ nào? Con hả? Con có chiến đấu, con có giỏi cách mấy á, con cũng chỉ đá gãy chân rồi gãy càng mấy đồng loại bạn bè của mình thôi. Chứ con không được đi ra mặt trận, con không được ra chiến trường. Nên thôi, con mắc cỡ, con thấy là thôi con không xin gì hết đâu, con chỉ dẫn đường cho anh ngựa lên đây thôi. Sai bạc thấy sao sai bạc? Dạ, dạ bẩm thần, con thấy con này nó trung thật. Xem ra cái con dế này á là một cháu bé biết mình biết dạ, ta. Dạ đúng rồi. Ừ, đúng là trước đây cháu hay đi đánh lộn tùm lum hết trơn, nó trọi thì cũng chẳng có hay ho gì. Dạ. Nhưng cháu đã biết nghĩ lại như vậy thì cháu đã ngoan rồi đó. Cháu đã bỏ công đưa bạn ngựa tới đây để nhận quà là cháu đã là một người bạn tốt phải không bạn ngựa? Dạ, đúng rồi ông thần ơi, ông thần cho con xin cho bạn này một món quà gì đi ông thần. Cháu không xin ta cũng cho. Dạ. Bây giờ ha, ta ban thưởng cho con, cháu vẫn được quyền có một món quà. Dạ. Vậy thì con thích được hát hay giống như chị ve sầu vậy á, không thôi là hót hay như chim quạ mi vậy đó. Dạ. Mèn ơi, bộ con tưởng con là con dế rồi con ré. Con gái được là con có thể hát hay được chứ chim hay là hát hay được chứ ve sầu sao? Dạ. Nếu vậy thì con đâu còn là con dế nữa. Như vậy thì con đã làm một con chim hay là đã làm một con ve sầu rồi.
Thôi, đừng có ước mơ quá như thế. Nhưng ta sẽ chấp cánh cho ước mơ của cháu. Ta sẽ ban tặng cho cháu một chiếc đàn vĩ cầm rất véo von. Với chiếc đàn vĩ cầm này, cháu sẽ đánh đàn cho các bạn chim và các bạn ve sầu của cháu cùng nhau hòa thanh thật hay, chịu không? Dạ, dạ, con chịu. Giỏi. Vậy thì đây là chiếc đàn vĩ cầm của cháu. Tăng 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 tăng. Con mà phải về học đàn nha con, chứ không mà con khéo ra thấy ghê lắm à. Dạ con khéo. Rồi hai cháu có vui không? Dạ vui. Vậy thì mau chóng trở về cho ba mẹ. Vui đi, ba mẹ đang trông chờ đó. Tạm biệt ông bà. Tạm biệt. Cả hai vui mừng chạy một mạch về nhà. Ôi, bởi vì chạy quá nhanh nên chú Dế đánh rơi cái cần đàn. Không có cần đàn thì làm sao mà đàn được, nên chú Dế có vẻ bực bội lắm. Có gì đâu bực bội vậy? Sao mà không bực cho được? Lúc nãy á, lúc bạn chở tôi về đây nè, rớt đi làm sao á, rồi tôi làm rớt mất cái cần kéo xuống vực rồi. Bây giờ cái đàn này cũng vô dụng thôi à. Như vậy là tôi chẳng bao giờ làm nhạc sĩ được á. Làm sao mà vô dụng được? Bạn sẽ làm nhạc sĩ được. Sao mà làm được? Được mà, bạn thiếu cái này chứ gì, đúng không? Ủa? Đúng rồi nè. Nè, thì ra là bạn lượm của tôi. Không có dám lượm đâu. Mình làm cây khác cho bạn đó. Làm cây khác? Ừ. Bạn làm bằng cái gì vậy? Biết không? Mình mang ơn cậu á, nhờ cậu mà mình sáng lên đôi mắt nè. Cái mình nhớ cái ơn đó đó, cái mình mới lấy cây tre đó, cái mình lấy cái đuôi của mình nè, thấy không? Đó, mình kết lại đó, mình làm cho bạn cái cần này để bạn đàn thử coi nào. Được không? Được đó. Vậy bây giờ tôi đàn thử nha. Ừ. Nhẹ nhá. Ừ. Cùng quay quần bên nhau ca hát suốt đêm. Thế mới biết, khi đến với nhau bằng một tấm lòng chân thành thì bao giờ chúng ta cũng sẽ được đón nhận đáp trả lại bằng một tấm lòng chân thành như vậy. Câu chuyện đến đây là hết rồi.